Dad, where's the tablet? I want to play roller coaster. You want to play roller coaster? Get ready. Live life outside. The all-new Nissan Terra. Thương hiệu mô tô và xe máy Benelli tại Việt Nam vừa chính thức ra mắt một mẫu xe tay ga mới với tên gọi VZ125i. Xe có thiết kế nhỏ gọn, trẻ trung, cá tính cùng khối động cơ mạnh mẽ, vận hành linh hoạt, hướng tới đối tượng là khách hàng trẻ năng động. Dự kiến chiếc xe này có giá bán cạnh tranh dưới 30 triệu đồng. Xe, hai ngăn đồ nhỏ ở phía trước. Hộc đồ dưới yên xe có sức chứa 4,9 lít đủ chỗ cho những vật dụng cá nhân cần thiết. Tại thị trường Việt Nam, Benelli VZ125i được nhập khẩu từ Malaysia và phân phối với các tùy chọn màu sơn như đỏ, đen xanh, đen cam. Mẫu xe tay ga mới này có giá bán ước tính dưới 30 triệu đồng. Xe sẽ được giao đến tay khách hàng từ ngày 15 tháng 10. Benelli Việt Nam cũng dành ưu đãi đặc biệt cho những khách hàng đầu tiên sở hữu VZ125i, gồm giảm trực tiếp 2 triệu đồng tiền mặt và quà tặng đồng hồ Benelli thời trang. Chương trình áp dụng từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11 năm 2019.